Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 30 tháng 7, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hạnh Phúc, 48 tuổi, Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố Cà Mau để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 7, Cơ quan Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can. Hành vi bị khởi tố của Nguyễn Hạnh Phúc là vào thời điểm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Theo thông tin ban đầu, bị can Phúc đã làm giả giấy ủy quyền, giả chữ ký của chủ đất, rồi gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau chứng thực để nhận 3 nền nhà ở khu đô thị xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Sau đó, Phúc bán cho người khác với giá 2,5 tỷ đồng vào năm 2021. Trước đó, vợ chồng ông TXV và VTD, ngụ ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo ông Phúc và nhiều người khác đến cơ quan chức năng về hành vi làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố cáo, gia đình có phần đất với tổng diện tích là 5.200 m2 ở ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Vào tháng 3 năm 2004, nhà nước có thu hồi phần đất để làm khu dân cư. Đến tháng 5 năm 2005, gia đình có thỏa thuận hoán đổi đất với công ty cổ phần NH, gọi tắt là công ty, chủ đầu tư khu dân cư này. Nội dung thỏa thuận là gia đình sẽ bàn giao cho công ty 2.389,5 m2 đất ruộng và nhận bồi thường 263 m2 đất thổ cư đã có cơ sở hạ tầng. Sau khi hoàn thành các thỏa thuận có liên quan, tháng 9 năm 2005, gia đình đã bàn giao đất cho công ty. Tuy nhiên, công ty vẫn không bàn giao phần đất hoán đổi như đã thỏa thuận. Đến tháng 4 năm 2024, đại diện công ty thông báo phần đất hoán đổi trên đã được gia đình làm giấy ủy quyền cho người khác lấy 3 nền nhà và đã được Ủy ban Nhân dân xã Lý Văn Lâm ký xác nhận. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Hóa cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, đồng thời thi hành lệnh bắt Nguyễn Đại Thắng tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra. Theo điều tra, năm 2018, Nguyễn Đại Thắng sinh năm 1976, trú tại phố Trường Sơn, phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, được bầu giữ chức Bí thư chi bộ kiêm trưởng phố Trường Sơn. Đến cuối năm 2022 và năm 2023, một số hộ dân có nhu cầu mua đất nghĩa trang để xây mộ nên có gặp Nguyễn Đại Thắng hỏi mua đất khu vực nghĩa trang Cồn Tương. Sau đó, Thắng đã thông qua chi bộ phố thống nhất về việc bán cấp đất nghĩa trang cho các hộ có nhu cầu. Các hộ phải trả 1 triệu đồng 1 mét vuông và giao cho Lê Bá Bình, người quản trang thu tiền. Tổng số tiền bán đất cho 14 hộ dân là được 335 triệu đồng. Khai báo với cơ quan chức năng, Nguyễn Đại Thắng cho biết toàn bộ số tiền trên đều chi vào hoạt động chung của phố và không tư lợi cá nhân. Tuy nhiên, đối chiếu sổ thu chi của phố Tường Sơn thì không thể hiện và Nguyễn Đại Thắng cũng không xuất trình được các chứng từ chi tiêu. Mặc dù không có thẩm quyền, nhưng Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình vẫn giao bán đất nghĩa trang cho người dân và thu tiền, đã xâm phạm quyền quản lý đất đai của nhà nước, ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất đai của chính quyền địa phương, gây thiệt hại đến tài sản của chính người dân có nhu cầu được cấp đất nghĩa trang. Từ kết quả điều tra trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình về tội lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 357 Bộ Luật Hình sự năm 2015, cùng các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thanh Hóa. Đồng thời, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đại Thắng để phục vụ điều tra. Được biết, đây là một trong 5 vụ án trọng điểm tại tỉnh Thanh Hóa, thuộc diện theo dõi điều tra đặc biệt của Ban Phòng chống tham nhũng tỉnh Thanh Hóa. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm. Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các luật sư bào chữa tiếp tục xét hỏi đối với nhóm bị cáo thuộc Trung tâm đăng kiểm 5005V, 5006V và 5007V. Tại phiên tòa, ông Ngô Ngọc Sơn, cựu giám đốc Trung tâm đăng kiểm 5007V thừa nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội nhận hối lộ, số tiền chịu trách nhiệm hình sự và số tiền hưởng lợi bất chính là đúng. Ông Sơn cho biết, từ tháng 10 năm 2017 cho đến tháng 8 năm 2018, khi nhận nhiệm vụ giám đốc Trung tâm đăng kiểm 5007V, ông đã thực hiện rất nghiêm, không cho các đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện khi kiểm định. Tuy nhiên, tới tháng 8 năm 2018, vì có nhiều áp lực về doanh thu, để đảm bảo đạt chỉ tiêu số lượng phương tiện kiểm định và lương thưởng cuối năm của nhân viên, ông Sơn đã họp với các phó giám đốc, trưởng chuyền để hội ý việc nhận tiền bỏ qua lỗi, kiểm định đạt cho các phương tiện đăng kiểm, cho phép nhân viên nhận tiền bồi dưỡng từ chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi nhỏ và tăng thêm thu nhập. Ông Sơn yêu cầu mỗi chuyền hàng tháng phải đưa 10 triệu đồng để có tiền gửi cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và giải quyết công việc đối ngoại của trung tâm. Chủ trương nhận tiền này không có chỉ đạo từ Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cụ thể, trong cuộc họp giao ban, ông đã đề nghị nới lỏng quy định. Ông này quán triệt với các nhân viên trung tâm, thôi thì kiểm tra nới nới cho người dân những lỗi nhỏ rồi nhắc nhở chủ phương tiện. Nếu chủ phương tiện đưa bồi dưỡng thì nhận để tăng thêm nguồn thu nhập cho nhân viên của trung tâm, cũng như có chi phí ngoại giao. Chi phí ngoại giao này gồm tiền đưa hối lộ cho các lãnh đạo Cục Đăng kiểm qua các thời kỳ là Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà. Bị cáo Sơn mô tả đây là văn hóa phong bì tại nơi làm việc. Việc đưa hối lộ cho các lãnh đạo cấp cao này nhằm để họ tạo điều kiện cho các hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm 5007V. Bị cáo Sơn nói, không đưa thì không tự tin lắm trong giao tiếp, không tự tin lắm khi làm việc. Giai đoạn đầu, ông Sơn đưa cho ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, tổng số tiền là 680 triệu đồng. Sau khi ông Hình nghỉ hưu, ông Đặng Việt Hà lên làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ông Sơn đã đưa ông Hà 357 triệu đồng. Ngoài ra, ông không còn đưa tiền cho ai khác. Hiện gia đình ông Sơn đã khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính 800 triệu đồng. Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của lực lượng cảnh sát điều tra. Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho biết từ phương châm không để đi sau tội phạm, không để tội phạm lộng hành và những đổi mới, nỗ lực, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, ngày càng hiệu quả. Theo đó, lực lượng cảnh sát điều tra đã tiếp nhận 91.607 nguồn tin về tội phạm, thụ lý điều tra 81.582 vụ án, 122.926 bị can. Tỷ lệ điều tra khám phá án trật tự xã hội đạt 77,55%. Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng ngày càng tăng. Trong hoạt động điều tra đã tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng điều tra các vụ án, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và tỉnh ủy, thành ủy theo dõi chỉ đạo. Thiếu tướng Tiến cho hay các đơn vị thuộc Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã phát huy vai trò tư lệnh, chủ động nhận diện tội phạm, phát hiện được phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm, hướng dẫn, chỉ đạo xuyên suốt với hệ thống lực lượng trong áp dụng pháp luật, triển khai nghiệp vụ một cách bài bản, mạnh mẽ với tội phạm. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng cảnh sát điều tra trong thời gian qua. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh phải thống nhất nhận thức công tác điều tra, xử lý tội phạm có vai trò quyết định, vị trí đặc biệt quan trọng trong tổng thể đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, liên quan trực tiếp đến quyền con người, sinh mệnh chính trị của công dân, tác động ảnh hưởng đến thế trận lòng dân, niềm tin của người dân đối với lực lượng công an, với Đảng, Nhà nước. Tập trung điều tra đảm bảo tiến độ, chất lượng các vụ án, vụ việc, nhất là những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, chỉ đạo với quan điểm làm rõ từng phần, rõ đến đâu, kết luận đề nghị xử lý đến đó và tập trung xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm, trọng tâm là hợp tác phòng chống tội phạm ma túy, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm theo kiểu xã hội đen, có yếu tố nước ngoài.